Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh Channel của em Tài nhé. Hôm nay thì em Tài sẽ lên cho tất cả các bác một sản phẩm thuốc đặc trị khan giọng, tắt tiếng, ho, quẹt cầu, sổ mũi nhé. Sản phẩm này thì dùng rất là tốt, với lại rất là dễ dùng luôn các bác ạ. Các bác chỉ cần cho chim của mình sử dụng tầm khoảng một vài hôm là sẽ có tác dụng liền nhé. Và dùng đủ cái liều trình của nó thì sẽ dứt điểm hoàn toàn những cái tình trạng trên nhé. Cách dùng thì cũng rất là dễ luôn. Các bác lấy cho em Tài một cái hũ, cái cọng bình thường như vậy đấy. Đó, của em Tài là một cái cọng nhựa nhé. Cọng như vậy là được. Nếu như mà cọng mà kích thước nhỏ to hơn ấy, thì các bác lấy nước theo lưu lượng nhé. Cái này thì em Tài sẽ cho hai phần của cái cọng nước đó, lấy nước sạch chế vào hai phần cọng nước như vậy, các bạn thấy không ạ? Chỉ cần như vậy nhé. Và sau đó thì mình sẽ lấy cái thuốc đó, đây là cái thuốc đặc trị nhé, mình lắc đều lên trước khi mà mình cho vào cái lò đấy, thì mình lắc đều lên và mình mở nắp ra, mình chỉ cần hút bóp thả là từ hút nhé. Đó, mình nhỏ vào cho em Tài 5 đến 7 giọt tùy theo cái mức độ chím của mình nhé. Nặng thì mình sẽ cho 7 giọt, còn mà nhẹ thì mình sẽ cho 5 giọt nhé. Đó, xong thì mình sẽ cầm cái cọng lên và mình lắc đều cho nó thuộc nó đều quanh nước là được nhé. Rồi mình cho chím uống thôi là sẽ ok. Chỉ cần uống một ngày là sẽ có hiệu quả liền, nhưng mà mình nhớ là sẽ phải dùng cho em Tài hết cái liệu trình của nó nhé, hướng dẫn sử dụng á, thì em Tài sẽ có ghi trên sản phẩm cho tất cả các bác. Bác nào á mà có những chú chim bị ho này, sổ mũi này, khan giọng này, tắt tiếng này, quẹt cầu đều sử dụng được sản phẩm này hết nhé. Và nên đặt ngay sản phẩm này về, mình đặt về á, mình bỏ trong ngăn mát của tủ lạnh á, thì mình sẽ xài được rất là lâu các bác ạ. Bác nào mà đang có những chú chim như vậy thì làm liền luôn nhé, tại vì để càng lâu á thì càng ảnh hưởng tới sức khỏe của những chiến binh của mình nhé. Sản phẩm này là thuốc đặc trị khan giọng, tắt tiếng, ho, sổ mũi, quẹt cầu đều dùng được hết các bác ạ. Một lò như vậy á là 10 ml, các bác dùng được lâu lắm, cứ để trong ngăn mát tủ lạnh dùng lâu cực kỳ luôn, dùng được rất nhiều và rất lâu nhé. Cái sản phẩm này thì em Tài đang bán là 100.000 trên một lò như vậy nhé. Các bác cùng đặt hàng về trải nghiệm nhé, một lần là dứt điểm hoàn toàn đấy.